Chào cô chú anh chị nha. Em còn một cái con máy thổi lá cùng bôi FS351 mọi người. FS351 Janma nha. Janma. Tem nó còn như mới luôn mọi người. Con máy này nó đẹp lắm nha, cực kỳ đẹp luôn. Mình xem như mới. Cái tay gà nó này, tay gà nhựa nha. Tay gà nhựa. Cái ống ở đây mọi người. Quạt. Đi mang bọc đồ nó còn rất là đẹp nha. Cái bình này cũng 10 lít thôi. Bên này nó nhỏ người có 10 lít mà đẹp lắm. Tem mát mà nó dán tự lưu hoặc mê. Để giật hơi thử nha mọi người. Ôi giật hơi rất là căng nha. Con này về có đổ xăng nổ luôn á mọi người. Rồi, con này hàng em chưa dọn nha. Hàng em chưa dọn có sao gì em bán vậy luôn nha. Này em thấy nó tương đối đủ đồ á mọi người. Này về mình để mình phun vôi này. Phun vôi hỏng nó hỏng tròn. Để mình phun vôi hoặc là mình thổi lá. Con này em để cho mọi người 950 nha. 950.000 nha, không bao ship. Đẹp lắm mọi người. 950.000 nha, không bao ship. Tiền ship con này nó mấy chục nghìn thôi mọi người.